Em xin chân thành cảm ơn khách hàng ở Bình Thuận nhé. Đã sau khi xem cái video mà em đăng hôm qua đó thì khách hàng Bình Thuận đã chốt cái cây này rồi. Thì đúng là cái cây này cũng có duyên với miền Trung nhé. Thì Bình Thuận cũng ở đây thôi cả nhà. Đó, thì đó gọi là có duyên rồi cả nhà. Có duyên thì sẽ tới với nhau được thôi. Thì khách hàng ở Bình Thuận cái cây này cũng là cây thứ hai mà chị vô đấy chị, vô làm đấy chị. Cây này là cây thứ hai nha cả nhà, là khách hàng ở Bình Thuận là ủng hộ em những cái sản phẩm này. Đó là cái bông rồi cả nhà xem đó. Bông một cân khủng không? Đây. Đó. Đó. Thì bây giờ em cùng với nhà vườn nhé, sẽ tiến hành rút bầu. Thấy không? Thấy chị gái giỏi chưa? Thanh niên như mình đây chắc thì làm được ạ. Đây chị. Nhà vườn đó. Làm rất là chuyên nghiệp nha cả nhà. Nhẹ nhẹ thôi chị, nhẹ nhẹ thôi không đấy. Đây em bác tới nước. Tới nước là dễ dàng hơn đúng không? Đúng rồi, đấy chứ em lấy cô Lim ạ. Lấy cầu liêm để chỉ không để nên ảnh hưởng đến cái sức khỏe của cây. À, thì cái cây đây đó thì em cũng đã cho khách hàng ở Bình Thuận coi rồi. Cây này siêu bông rồi cả nhà. Ghép thay thân này, cả nhà này, ghép thay thân nha. Đây này thay thân này, bỏ ghép này. Bây giờ thiệt ra chúng ta không có thấy được cái gì hết đó nha. Thay thân này. Bông này. Bông quá trời bông rồi cả nhà. Đã thấy không? Bông nha. Đây cả nhà xem này. Chào cô. Đây. Dạ. Đây là đó. Thì cái cây này cũng khá to nha cả nhà. Đây khá to này. Đây này. Vừa nắm nó còn dư ra một ngón rồi nha. Dư ngón đó. Đây. Thì nhân tiện cái video đang chờ chủ nhà thì em giới thiệu một chút này. Cái đây là cây giáo nha. Giáo nhưng mà bông nghệ nha. Giáo hai lớp bông nghệ này. Cây này cả nhà này, đó, dạo hai lớp mà bông nghệ nha cả nhà. Bông nghệ nó vàng như nghệ đó cả nhà. Còn cái cây đây này. Thôi để về em quay lại cái chỗ mà đang lấy ra để cho khách hàng coi luôn. Bơ chậu kia đó. Ôi trời ơi. Ôi. Dạ nó mới tứ. Dạ nước mới tứ. Vậy là sau một hồi tính toán suy nghĩ thì chị đã đưa ra một cái quyết định táo bạo, đó là đặt bể cái chậu luôn. Dạ mới tứ là đất nó ướt. Đó. Nhưng mà em thấy chị sức khỏe tốt đấy chứ. Nâng cái là đập bể được cái chậu luôn vậy á. Vậy là cũng tính toán rồi, là cũng muốn thay chậu từ lâu rồi. Phải cho có cơ hội. Đất nó khô là mình lấy cái nồi nó dở. Dạ đất này mới tới. Đây là nó thuần chậu rồi nha cả nhà. Nó thuần chậu rồi. Đây là khách hàng Nguyên Huỳnh ở Bình Thuận nha. Bây giờ sao ta? Để cầm mà. Đó. Bỏ bớt đất đây chứ, để đã lấy đất chi nhiều chứ chị. Ba bớt đất hả? Đúng rồi, chứ đây chuyến đi xa mà. Thấy bột rửa nó chưa? Rồi, đó. Rồi về với Bình Thuận nha. Cây mai hãy đem tất cả những tình yêu thương chăm sóc của nhà vườn về với phục vụ gia chủ mới nha. Đây này bán bo không có tiền. Đó, là nhà chủ nhà nói nậu cái bán bo không đủ tiền rồi ạ. Thấy, chúng ta thấy là những cái sản phẩm mà rất là hợp lý cho cô chú anh chị và các bạn chúng ta xem nha. Đây. Tuy là cái chi nó mọc nó không đều nhưng mà được cái bông, đúng chị ạ? Đúng rồi. Thế cái đây mà chi đều nữa thì cái giá nó còn cao nữa cả nhà. Được cái bông ở nhà vườn, muốn lấy cái bông này để ghép sang các cái cây khác cả nhà. Đó, cho nên em cũng chia sẻ thực tình nha, chứ không có giấu giếm gì cả nhà đó. Đây mình được cái bông. Được cái mặt bông đó. Cái bo nó là bé nó tiểu lắm á. Đó, cho nên nhà vườn nói là bán cái bo cho các cái vườn khác để ghép với cái nhà. Đó, cho nên là chị phê với cuốn băng keo chưa? Rồi, nó đã rồi, mới lát kia đâu bác. À đúng rồi. Chút nữa thì em có một cái sản phẩm để chia sẻ cho cả nhà xem. Đó gọi là cúc quang bửu á. Đó, cái đó là một trong những cái cúc mà bây giờ đang rất là hiếm. Đây này, bông cả nhà xem này. Đó. Cả nhà xem đẹp không? Em thấy là bản thân em là thấy đẹp rồi ạ. Đó, đây này, nhìn cái màu nó thanh này. Đó, cả nhà thấy không? Em để đây, em quay để em chia sẻ cho cô chú các chị và các bạn chúng ta cùng tham khảo nha. Đó, lâu lâu mới có cây như thế này thôi nha cả nhà, chứ không phải là lúc nào cũng có. Tuy là ghép nhưng mà nó đã thuần rồi, nó không còn ở đây này. Cái dấu ghép cả nhà xem này. Đó, ghép thay thân nha.
đây này, đây là cái dao ghép này cả nhà này, ghép thay thân này, ghép thay này, liền hết rồi. Đó. Cái này chủ nhà vườn nói là nậu cái bán bo không á, bán cho người ta ghép á, là cũng có tiền rồi đó cả nhà. Đó thì em tất cả mọi thứ mình không có gì bằng cái thật với nhau hết đó cả nhà. Mình cứ chia sẻ thật, nói thật, tất cả mọi thứ đều thật thà với nhau hết là nó rất là dễ. Nói cho nhà vườn những cây đây là phục vụ cho vấn đề là lấy giống để ghép các cây khác, chỉ cuốn chặt cho em chút nha, cuốn chặt để giờ đây đi vô Bình Thuận. Đó, cái bo đó, cái bo mà nhà vườn bán 4.000 một bo đó cả nhà, cái bo để mà ghép cho cây khác là 4.000 một bo đó. Đó, đó, đây là chủ nhà vườn đang chia sẻ nha, chứ không phải em nha. Em nói thì nhiều khi khách hàng không tin, đó là chủ nhà vườn chia sẻ đó. Đó, có nhờ một cái giống cây nó đẹp là không biết là quý. Đây là cái chỗ đây nó lòi đất thì chị, lòi đất không thì nó mất nước. Đó. Thì trong đây vẫn còn một số cây cúc giang long, cúc giang long của nhà vườn. Nói chung theo cái con mắt em đánh giá là đẹp. Đó, thì do là bây giờ thì cái lúc đây là nhà vườn bắt đầu dưỡng rồi, cho nên là cũng tàn cũng rồi. Thì trong cái video này thì em sẽ chia sẻ thêm một chút xíu để cho cô chú anh chị các bạn chúng ta cùng nhau tham khảo nha. Đó. Rồi đây sẵn đây là chị vô chị chỉ mấy cái cây cúc đi chị, chỉ mấy cây cúc đây. À, nếu mà chúng ta mà thiện chí với nhau thì chúng ta mua về nha. À, thiện chí nha. Đây bây giờ em giới thiệu cái cây giáo nghệ này. Giáo nghệ có một cây một thôi nha. Cái cây giáo nghệ có một cây thôi. Khách hàng của thiện chí thì nhắn tin gọi điện nhanh cho em nha. Đây là cây giáo nghệ này cả nhà này. Cái bông màu vàng nghệ nha. Cây đây mấy tuổi chị ạ? À? Cây đây mấy tuổi? 54 có nghĩa là 4 tuổi hả chị ạ? À? 4 tuổi nha, giáo nghệ 4 tuổi này. Đây này cái hoàn gốc này cả nhà này. Cái hoàn gốc này em nắm là còn dư lại một ngón nhá, còn dư một con cái này. Đây là giáo nghệ nhá. Giáo nghệ nhá, em thấy chi để tương đối đẹp nha. Hai nữa đây là cái coi cây cúc siêu bông đúng không chị ạ? À? Không, cái cây đây này, cái cây đó. Cúc siêu bông nha cả nhà. Sẵn cái video này em chia sẻ luôn, đây là cúc siêu bông nha. Còn bông to, cúc bông to đúng không chị? Lai bông to nha, cúc lai bông to này. Ở đây nha, để cho mà do bây giờ thì nó không còn mặt bông nhưng mà được cái đọt đỏ này. Em cũng tranh thủ em chia sẻ luôn nha. Khách hàng có thiện chí thì cứ nhắn tin gọi điện cho em nha. Bởi vì mấy cái cây này là nhà vườn sẽ bao mặt bông. Đó, có nghĩa là vì nó không còn mặt bông nên nhà vườn sẽ bao. Tới Tết thì nó nở không đúng bông là mình lại làm việc lại với nhà vườn. Đó. Đỏ này, đỏ đỏ, còn đây là cúc rin. Cây đây cúc rin này cả nhà này. Hai cây, cây đây cũng rin luôn rồi chị. À, cúc lai giáo nhưng mà rin nữa cả nhà. Đây là cái gốc này, rin này. Cúc lai giáo rin, còn kia là một cái cây cúc rin luôn. Đây này, được cái bộ đế nữa cả nhà này. Đó, thấy không? Cả nhà xem này, này. Cả nhà thấy không? Đỏ, đó. Nếu mà khách hàng mà cái tiêu chí mà là đỏ nha, thì cây này là một trong những cái cây mà đáp ứng được tiêu chí của khách hàng này. Cúc, rin, bông to. Đó. Còn đây là cúc, đây này, cúc đây thì nó cũng rin nhưng mà được cái là cái đọt nó không đỏ bằng cái cây đây nha. Đó em chia sẻ đó. Nhưng mà đặc biệt một cái là cây nghệ, cây giáo nghệ này. Giáo nghệ nha. Trước đây cũng có khách hàng hỏi em mà do cái giáo nghệ này lâu lâu em mới tìm thấy được sản phẩm này nha. Đâu cây cúc đâu nữa chị? Cúc đâu nữa chị? Cái cây đỏ đỏ đây là cúc hay là giáo? Cây này chắc cúc quá. Ồ, nhà vườn mà không làm dấu cúc thì mình buộc lên chứ. Nhưng mà được cái là cái lá rất đẹp nha cả nhà. Tại là bây giờ nhà vườn cũng không nhớ chính xác cây này là cúc hay giáo nữa thì thôi, như đây để em cũng chia sẻ này, nên mất chi này, cái này mất chi chị này. Mất chi này. Mất một chi. Uống ghê không? Rồi cảm ơn cô chú anh chị và các bạn nha, đã theo dõi nha. Khách hàng có thiện chí thì cứ nhắn tin gọi điện cho em nha. Cũng như các video khác, nhắn tin gọi điện cho em sẽ tư vấn kỹ cho khách hàng ở từng cái phân khúc giá khác nhau và báo giá chúng ta có cảm tình với cái sản phẩm mai nào thì ủng hộ em. Em xin kính chào tạm biệt cả nhà nha, và hẹn gặp lại cả nhà trong các video giới thiệu lần sau. Kính chúc cả nhà luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc ạ.
Em xin kính chào tạm biệt.